Ông quý chú. Ông chuẩn bị phát cả một tổ cách mạng cá này tiếp thị xã mạng cá hay tổ thần đích đó về cái chuẩn tới cơm xã mình vì cái việc đầy lục nguồn chi đồng bày mình nó cả tăng thông vụ này đau như phụ đau mình đang rọt vào bên đi rụng đi mà sống ở quân lục thiên lục sợi đam đang rọt bạn ní chia được bốn ní xin lúc nhóm đau từ lư ca chìm liền lục sợi trên bị cỏ sẻ môn thứ hai tí đập bằng bờ khai mê xa chân nằm bằng bằng rồi chất sắp rám ta nửa lưu cọc xe nụ miền bệnh chân ruột nơi phải chìa bằng màn cửa xa đáy tam cả cọc xung quanh bảo lục sợi cha ở ninh nhóm đăng thành và hai hà sắp cửa xa đáy mình ta hiên mình ấy nó nâng cửa xa tiếng ổn nó sắp tại chìa cửa xa để chìa cửa xa chân chết Việt Nam rồi có miền chấm rõ chân chết miền chấm rõ tăng ổn Nam Phong, Mai Phong, Chân Phong, có hả nâng? Kru Sa chỉ chân chết Việt Nam, miên phải chỉ bằng mạng Kru Sa đấy. Nhưng ở sau đăng đấy, miên là bong Kru Sa, bong khai nhóm ấy, pi Kru Sa, bay Kru Sa. ta ca chìm liệt nông kia chìm liệt tiếng ốc nia tiếng khmer tiếng krua sa việt nam rồi mùi cô kia chìm liệt tại krua sa việt nam cha chìm liệt tiếng ốc ở miền tha việt nam chân khmer ấy mò kiêng dương mò tiếng ốc tại dương mình mò bánh chìm liệt tật ngọc ốc nó có năng sự tật kiêng dương mò có ở ban đây thầu dương mò tam mò sải chạm nương mò tặng ọc ní sầm nu mũi tiếp bẹp bòn nương pu chmu chun và bòn quạt chmu phòn ta quạt miên chọp sạch nhiệt ấy chỉ mới lục sải dài tế cha ở tê tòa quận nâu chọp tè đại nhóm phục nhóm nâu sấy chạm nè nâu chọp nia nè còn mũi nia tạm bay rum lắc cá chọn chạm bò lục sấy nhóm xong lược dọc ai cái xa lấy y bấy sla hà pram sai bún trong ý ở anh chị bị sạc khmai mình lấy sôn bấy sôn sôn xâm tố xàm bẩm bẩm hà phrám xàm bì ý ở anh chị bị sạc bà ráng mình lấy sôn sôn xài bì xài sắp cao bẩm muối ý ở anh chị bị sạc ông lê mình lấy sôn sôn xàm bẩm bẩm chật bẩm bấy xàm bẩm muối đã chia chấm lao bỏ lục sợi cầm nát hai sợi đập chấm lao bỏ lục sợi tổ không nút lục sợi ban thay thác kim sôm đỏ sáng về lưng yết mọc đỏ phụ kế mật ban tập lập mộc bị thuê ca bên nhục tê nơi đam chạm pon tổng bộ rồi chặt sầm pel đối chân ác nhóm từ tiệp pu rồi bỏ nhóm chung một chuẩn ta chấm lao bỏ lục sợi thả pu rồi bỏ lục sợi chung một chuẩn đó cứ miền này tham mạch đại bạn phụ năng viên quận nào tia chọn tia mai nhóm
មុននេះលោកស្រីបានលើកឡើងថាលោកស្រីមានអ៊ំស្រីម្នាក់តើអ៊ំស្រីនឹងគាត់ឈ្មោះអីហើយត្រូវជាយ៉ាងបែបជាមួយលោកស្រីដែរ Chà ông nâng quạt ông phân nâng của phân ta trôn nâng quạt nâu chọp tè đài nhóm. Cái bì ở bộ mặt đài lục sợi, ta lục sợi mặt đài lục sợi miên bóng phân bằng cái, rồi ở bộ lục sợi miên bóng phân bằng cái đài tế. ដែលរស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចានខ្ញុំដាយខ្ញុំអត់ទេមានតែបងប្អូននៅស្រុកយួនពុកខ្ញុំបងប្អូនគាត់ក្លាប់នៅថ្ងៃថ្ងៃនៅខ្មោះសអីឥឡូវក្លាប់អស់ហើយ Tạm ca cọt xâm quả bảo lục sợi bởi chí chân để chùm liếc một bì cọt xe để ruộng nơi khăn nông phùm chùm vui lục sợi nơi phùm chàm nâng ta phùm sợi chàm, khùm sợi chàm sọc bệ nụp nâng miền cửa xa Việt Nam và hai chi bần màn cửa xa đài មកតនឆ្លើយខ្ញុំបានមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការដោយឲ្យភ្លើងសញ្ញាក្រហមសិនណាចានេះខ្ញុំដឹងប្រហែលមានបួនប្រាំគ្រួសារតោះគ្រួសារដូនមួយខ្ញុំមួយតោះបងខ្ញុំដាយខ្ញុំនៅបីគ្រួសារគេផ្លាស់មកចែកចាំក្រុមនៅជាមួយគ្នាតោះ lâu ghi vô tàu vai chào thằng ốc mùi khí nè nâng. Lạc tầm nít, lạc tầm nút, mình nấu chung nè tê. Lấy châu đọc ôn lục sợi để lục sợi bàn miền bà xa môn nắng thạp ôn lục sợi nơi con trả lạt mùi xe bị lục sợi quạt mùa không kềnh chân lục sợi à lược bàn tế mùa hai đấy bàn chìa kê bình chùn quạt tờ con xe rầy cha ni nhầm đăng thá biết nấu biết nhầm đài và hai vì hỏi mà chẳng con trở lát dứt tự chân nâu mà cả lại con này rí nâu mà cả lại nhóm tự thư ca chụp này rõ ngay không thư ca nghiêm biết cho tha cô ôn nhóm nâng sở rấy cái vô tàu đa ha tàu ná mình phép cái vô tàu chọt ôn nhóm cái vô tàu đã con sở rấy nâng cái hào con sở rấy nâng cùng nâng đăng tà lạp ấy đã nọ đã ấy nó nâng thư ca có đã nọ dương đài các bị ôn lục sợi ta miền chân chiết khmai na mỗi kia bình chun ta còn sợi nâng đài thế tam ca khát sâm quả bảo lục sợi bạn cha miền chân đài còn ở miền thác khmai chạm ấy còn miền đài chân ấy còn miền đài yun ấy còn miền đài miền khục sát ai ta sợi ta con sẽ lấy cái ao phơi cái khay tới lúc sấy bàn miền bàn khơi đại bàn chụp ở tre nằng càng nghe bà con sẽ lấy đấy cha nên nhom đằng nọc biển nằng đài đâm thầm lốn chiếc bờ lái thầm nọc ấy cái men mê cái đặc nuông chân tàu thơ chân ngó chiếc bờ lái
lực tận nộp ấy đâm luôn ấy có cái hao tao thơ là hôn nó cái ọt ọt bay ọt tật hộp vỏ nó chè tao thơ qua qua nghĩa chân ấu tao tận ót ta lúc xây thọ ban khơi nẹt đại tây con sài gòn hai hai bậc quạt cài bài khôn hai cái bình chun ở quạt màu nơi con chà lạt thọ mặt đào bên tây khơi miền này thì cha ni nhâm tàng biển cung nâng đăng tà tha tàu con sợ rẫy ấy đăng tà ngoạp ấy chưa xua tàu xua cha cha chẳng ôn bỏ lục sợi đại bần chun tàu con sợ rẫy nâng đại sa quạt đà hà sợ rẫy mình miền ca anh nhạt mình men đại sa quạt chia côn để miễn chìm cho bục rừng bạc đài chi Việt Nam thì ta anh chẳng mẹ mà. Đăng, đăng nhầm đăng đấy tòa mai cả hôm nâng xả hào á tòa bê vì trong xâm lạp dân vì chọt dân thưa bây thưa càng nghe scam mấy cò vì tha dân mấy có bán đấy việc đạ con sợ rẫy mấy có sạch tàu vía tấu nhưng mấy đắng chụp bù lục sợi to nơi không còn chả lát bỏ lục sợi nắng miền nẹt đè miền chia cồn rồi bỏ bốc rừng mặt đài chia Việt Nam đối lục sợi đài thì cha nên nhầm ắt đăng tê tòa miền côn dễ duôn mà nè thơ con rồi nó nâng cái vô mai âu tàu vải chào hay nó hay cái mò vô quạt tàu vải chào đá nó con chỉ mũi nhóm con rồi xong lục sợi bẩn che à, bây giờ lục sợi bàn từ tập lập từ phun sợi chám, tạm bây từ liên nhập buộc mà đài lục sợi nâng, bên nâng lục sợi bàn chụp miền bàn chụp cho mùi nâng cam bị ba bỏ sạc co rồi có cam ba khum na mẹ tí cha can ni nhom tàu phun xong mấy con tàu nó nhầm ọt bàn chuộc tê ta mấy con rồi bỏ lục sấy miền đăng thà lục sấy chia miền mặt đài chia Việt Nam này tí nhưng mình hiền phía phong nhầm nào thơ ca ra là ngay nhầm mình hiền chọc ca nghe thơ lăng xôm riêng riêng nhóm ở mình hiên phép kê ná hiên phép mê con ná đăng đăng nhóm đăng đá nhóm mọt hiên phép kê tế nhóm khách ngọp đá mê con bỏ lục sấy nơi nông chia bà chị chân đài ruộng nơi nông ภูมิสายจามได้หรือก็กวาดเมาปีภูมิเซ็งจ้าเมกองนั่งฉันแต่มอมาดมกอกกองใส่บัลมุจิตอกThank you.
lấy chốt đó là cửa xa lục xoáy rương ở phục lục xoáy quạt chì tam lục xoáy à áng tha chì chun chiệt chân cho miền cửa xa na xây đây chì chun chiệt chân hay kê dọc từ chập từ đôi than phép đôi cửa xa lục xoáy thế mà. Chà miên ta, miên chân tham ai có vô tàu khá đây, ôi ta côn cắt chân. Lấy trả lập màu cửa xa đài chùm liê, màu bị cọt xe. Để lúc xe miên bà xa tha miên bọn màn cửa xa đài chì chân chết. ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងក្រោយឆ្នាំ1979តើពួកគាត់លោកស្រីដែលក្នុងហ្នឹងគាត់មានអ្នកណាដែលនៅរស់ដោយលោកស្រីដែលមានកូននៅរស់ឬក៏ចៅនៅរស់ដោយលោកស្រីដែរមកតនមកតន cha nên nhóm ấy mình đứng bờ diện trận buồn má mình nên nhâm tàu sọc duôn lên mũi bằng ôn đai nhâm đai nắng miền nà nâu rút bỏ lạp oai nằng ôm nhâm nâu tha hãy mình mò sọc Việt Nam với ngày nâu nuôi dặn bồn đòn tiết ngọp o có thà chân thiết hay miền nâu rú ấy ngọp tặng ống giờ thà vô tàu ngọp á miền rú rú không khơi khổ xa đốn mũi nhóm bòn nhóm mũi nhóm tui sao quay cho thằng ông muốn đi lục xoáy bàn lược láng thả lục xoáy bên là lục xoáy dùng thả ông sạp nâng kê có bàn prap thả công áo dùng hay là công ông bà chung kê bàn prap lục xoáy thả lục xoáy trời tại khom này giấy ao tới tia sầm liêng đôi sầm lên đôi chìa sạc khmer chân tay này nát này prap lục xoáy thả ao lục xoáy khom put sầm lên nhau mau chìa phía sạc khmer này cha ni nhom nấu con sả lạt cho muối nia nưng thơ ca muối nia nưng kê nhật nhom kê phép tha muối cầm cầm dôm tiết cầm ni khom giấy khom thơ ca cầm giấy mai mai bao khom thơ ca nghiêu hãy mơ khơi con gì vuôn á con kê thơ đã con rồi mai âu vai cháo kê vô con tàu vai cháo tiết hay kê phép nhom nhom có khai phay chọc hiên dôm nó ta lui dông chứ dông ta nè đại pháp lục sợi tha ao nị dây dây đôi sầm lên khăm ai nấng quạt miền chỉ nè đặc nòm nong còng chà lát mùi cò chi sầm chà còng chà lát thọ mè đà cha nẹ thư ca mùi nhôm thòm đá tẹt tôm nâng muốn đi để lục xoay tha đầy lục xoay rồng túc đầy lục xoay có sạp đá đầm bay chia viên cá phòn cho lắm khi em xong bị chẹt lục xoay thả ta đây lục xoay sập nút sập được nông rồi bọc cam bị chẹt chẹt thập tay rồi còn sập cào rồi bọc cam bị chẹt chẹt thập tay
cha đây nên nhom khắp tặng hà cùng muối quận năm rốn là lâu cho đọc năm ấy nhom cha mà khơi đây khắp hay pria ma cũng pria cũng sát nhom cha ta nấy tâu tầm khắp cả năm hà cùng muối nó gọi dụ hà cùng muối cho đọc năm ấy cho nhom nực khơi cầm sát lăng cả nực khơi quật lắm ấy cầm pria mai cầm pria ấu ấy quật lắm tiệt chảo nhom tiệt nhom chơi nực khơi nhom chơi ta dùng ta đây lục sợi quật chia chuẩn chiết khmai rừng quật chia chuẩn chiết Việt Nam này cha đây nè nhóm quạt chân này quạt miền cát Việt Nam này thế mà hạt đây mũi tiết châu thiên bật mấy cái tẹt tuồng đang còn chả lạt bò lục sấy ta còn chả lạt bò lục sấy tam lục sấy àng mấy miền khmer miền Việt Nam miền tây lục sấy hay nâng miền bòn cho đồn mùi mình nè hay rập bò cá bay chay rập bò hộp chọc có đôi chia lẽ khăn ca nghe nâng rồi viên mà chấp con trả lại nâng nông con trả lại lục sấy nâng khmai hay nâng Việt Nam cái bật đôi khi đấy rồi mùi cái bay chay đôi khi đấy rồi mùi có khóc như vậy mình cha nên nhom đăng ta kho ta mê mê con ấy cái hộp bài sát sát chân chiết chân mai ấy nhom đăng toàn nhà thơ ca đôi nhom chẳng mò bị thơ ca mò bài chỗ nào là ngả lùi à lùi nó bỏ bỏ ta mà quay hay mùi vẩn nó vẩn chỗ nào vô lẹ nó khó ao đi chấm sma chấp con chả lát đây mình men chỉ mê con nắng cứ quạt tụt bàn được bỏ bà ha cái đôi chỉ lẽ khăn càng nhất đôi tay lục sấy đá rưng mùi vàng mạch cha mê con quạt mò chun tàu thơ ca mê con mà nẹm nẹ chân đò mò vĩnh cái hộp bay nấu mê mê kê chung nia kê mình hộp mùi con sạch lạch nè kê hộp ai đó dưng hộp ấy hộp đó bỏ mà quen chè hộp bố mùi bẩn hào bẩn khô hào bông thầy khi nhóm chong bà chạy lục sấy ọt dây bì mê con ấy dây bì xe mà chấp con cái bì lục sấy xe mà chấp con xem xe để thôi cao mùi lục sấy nâng quạt tụ ba rồi bỏ bà há đôi lục sấy đá rưu mùi dàng mạch cha nè thơ ca gì muối nó mà chực nông cồng muối nó hộp đôi tạt nia nó bỏ bỏ thằng ơ nia bài chế thằng ơ nia mà quay chứ ngó tạ tôn nâng tam chấm lại bỏ lục sấy thà miên kỳ sna lục sấy ở tiệp cả và ta lục sấy bàn bạc cài và toa pi lục sấy bạc cài tới ta nhẹ sna lục sấy nâng quạt miền thái đại tế hai nhẹ na chỉ nhẹ sna lục sấy riệp cả cha mẹ con nhom na ở nhom vô ca đọc bê nhóm nhóm tha nhóm ọt đăng ấy phóng nhóm ọt vô tê hay có
kê xua nông con nhóm thư ca mỗi niên nắng khá kê mạ chất ở khá kê ở mạ toàn không rịp ca hơi ở thấu nế kê vô tàu quái châu buồn phèm cú chúng tôi lúc xảy ra lúc xảy ra bê kê xin nào lúc xảy ra bàn bạc cài chẳng ta kê miên thư ấy đã, lúc xảy ra thế rồi mùi bộ kê bạc cài cháy về chọc trăm bản năng cha đó ruột nắng nhom mấy con rồi hào nhom tàu tình ấy yếu hào nhom tàu buôn phèm nẹt tàu tình ấy thơ phần kia chỗ chỗ bao nồng nồng ngấu nhom phay khay nữa đã bàn tàu nô nhom ọt cái hột khơi như ấy nhom chè cái phla nhom tàu nồng tàu tình ấy với nhau chúng lúc say thà miền buồn pram nhẹ tới bên này nắng ta cả này tầng buồn pram nhẹ nắng sắt tại nhẹ đại bạc cài ở prom điệp ca nắng rừng mùi có miền cả này xanh xanh khné toàn mà toàn khá cái vô ở nhom khơi cái vô ngay nắng phèm cù buồn phèm cù nắng nó lại vật phải nộp nó chọc con nhầm nâu đấy bằng toa pi kê bình nay ai crom lục sợi buồn pram nhẹ năng thưa bằng kỳ thưa ấy năng bằng toa pi năng hái miên hạt cài cài làng tiết đại tề nhưng nhóm ở đằng đá nhóm tàu phá tàu tình ấy ấy đằng miền đò về ngày nhóm mình toàn tàu lưu cái thai vô tàu quay cháu khá ở thấu nế nhóm chọn bà chạy cả này lục xảy tòa là lục xảy tha bà tòa bì lục xảy bà cài ở riêng cá mê krom bàn bì này lục xảy ở tàu thư bằng kỳ thư ấy chẳng bật tòa bị nâng máu ta lục xảy trâu mà thư ca con sẽ là thòm nà vĩnh rưu mùi cả dạng mạch. Cha bị mình nâng nhóm ở miền tha viên lấy còn tha mê con nhóm ôi nhóm tàu thơ bừng kỳ nâu tình ấy buôn phèm nẹ cái đọ tàu là tàu buôn phèm nẹ thơ buôn kỳ rạch đấy chẳng sống tốt là sao nhằm sạp trả lắm chẳng miền này thà kê mình men bình này lục sấy tế cứ kì phá ca nghe lục sấy tớ thuộc ca nơi phùm rưu có tí đầm bọn mỗi mùa tàn này là chẳng men ấy mà chúng trong bệnh trạng lục xây trong cào muối tẹt tôm đang mấy lục xây tha lục xây ăn miên ông tỷ còn tay nơi lư cầm nát hai dục chậm lại bỏ lục xây để ai xa lệch bấy sla hà pram sai bốn trong y ở anh chỉ phía xa mai lệch sâu sâu sam phẩm pal hà pram sam bấy chia phía xa bà rang miên lệch sâu sâu sai pí sai sấp cài phẩm pal chia phía xa ông lê miền lê sôn sôn sam bẩm phật chặt bẩm bấy sam bẩm muồi nực nong sinh nuôi chậm lái nước lục sấy ban chay thả trà nhóm ruộng nở nương thuê cá nực nong con chả lát nơi prey núp ra hốt đò bộ Việt Nam châu mộc pe núp bật thiên con ban bằng khom ở dương rút làng phnùm bàn tay nhóm mình ban tơi chè muồi nương bộ kê tê tôi tự vén nhóm ban chia diêm rút tập lập một sài chạm vén đảm bay chuột chìa mũi nâng ông say được bao nhóm vịnh ta ông say bao lục say nâng quạt mũi ấy đài hay quạt trời chỉ dạng bạch hay nâng lục say ông say nâng quạt loạn nâu mũi đài nhóm bị môn mao
nâu xài chàm hay quật có nâu nam đấng có Việt Nam đo nắng trần muốn nắng có quật tàu phùm nâng xài chàm với nhóm có chùa quật thôi. Quật miên chọc sạch nhiệt ở vây trên môi lục xài đài có ọt tế. Cha quạt club nâu ở vì nu quạt nâu muối phun muối mạ nhom pa nhom đá đã pe quạt po đằng quạt nâu phun ná quạt đã chật muốn quạt tàu nâu nắng khơi quạt nhom rót tàu nóng mà nhom tàu phun vinh tham đá nhom club nó nắng nhom quạt tàu chuột quạt nó nắng ấu quạt qua nè muối đá nhom club nâu rụt nâu phun muối nè. Ta quạt chia chân chết Việt Nam đấy rồi có mình mến. Cha quạt chân. Và xong ọc con lúc tiếng lòng ọc xong đùa xong. Và ọc con chị bà to tàn ích, em đào được cái chân từ mê tử vi cà phê cái đầy lục. Khiêu xong phòn. Và xong ọc con lúc tiếng. Dừng cho bạn biết xâm nụ thế mà, xâm ọc con. Bạn chỉ trong cõi này, lúc xảy ra mình đang rập ra bên này, ta miền ở bây trong thay điệp rộp nơi đây thuộc sau bên tình này rồi gặp xe nạc cảm giữa trong cõi hay năng miền xâm nụ ấy trong xua tới chôn chọc chào đại đại tế bà thân dìm miền bầm nọt phụ rịch nét xô mình chơi nhỉ. Cha ni nhom xong xua chầm nua muối chân chọt chọt con muôn muối nhom khom thay ra xa ơi nam chư ơi nam ơi ấy phật pê ngọp tàu nhom nấu sẽ đại mong chư vật đại nhom ba nhom muối nhom tui bọn sẽ đây nhom vô tàu quay chào chân chui say đo say nhom tình mơ rằng mấy nhóm chư chấm nó rồi ngay khai bon cả tiên sàn ngay nó có nhóm dung đây sàn nào đầy phong sàn lưng xe hôn vì bên này hạ tà muối bóng còn miên chân thu chân nhóm thở sàn chân mà đoan dung vì nhóm con nồng bơ tạm tân năng tê chọc á. Bà, ông quân, lúc rồi khởi mũi, ông chẳng biết xong chẳng biết chú lúc rồi tha ta bắt bình nhạc này vì thiên mà phê mũi. Anh ụ vì thiên mũi chẳng lệch khó, này vì thiên tây khăn ông rồi bỏ ông chẳng biết bị tầm anh khăn ông tà la ca Campuchia chai anh thá. Nơi cực đồng lạc ca từng ổn này cách đồng lạc ca này tệ bị thí, ông chẳng biết trời bạp ông bị sức nơi sức nghiêm mình lời tốp cho nâng sầm nua đó chân chọc chào. Hơi nơi khăn ông sạm nạ ca ca bình ngay bình bay khai bọn tôi bị ông nhầm rét ban sắp đắp chôn chập chao từng pin nhẹ chloi bình chẹp pi ca để phụ quát xong để xa sứt nơi nghiêm mình chloi top từ nâng sầm nùa nếu pi sắp nà ca núc ông nhầm rét có ban phơi ca cất tầm quan thả chôn chập chao từng pin nhẹ nơi tè để xa chìm hơi rồi bắc luôn mình to ăn vật sứt nơi nghiêm mình chloi top đột đái lực lên tè nâng rồi hô đầu pin ná để ông nhầm rét ta là đầu bông ban từ tua bọn là miên chẹp chắp bắp xây bị chôn chập chao ở rưỡi copy giá bây giờ vì cà pi cà đấy chôn chập chao. Nếu không sắp nạc ca thay nụ ông nhầm rẽ bàn cót xâm quân, bàn cầm nót ôi chân chập cháu, nâng rư dạng mê tử vi ca bếc đây chân chập cháu, trở miên ca tử khô trơ, không ca chú nồng nâng mô ông nhầm rẽ bàn toàn bê bì lý nâng miên bật sân tập hiếp. Rồi sân bà chân chập cháu, bàn tầm đại chất lẽ bằng sức nâng xin mình xoay tốp, hơi dù prôm xoay tốp tầng nâng xâm đúa, đầy ông nhầm rẽ rư co phía kì bẹ bọn đo tay tiệt. Nếu đâm nạc ca nà mùi nê cách đâm nạc ca nê tệ vị thí sắp nạc ca. Hôm đó bên này ông nhầm đẹp nơi bằng toàn bàn tử thu đầm năng bị ca phá phá dùm hô ra bóng chụp cho từng bình nhé. Bị ca giảm rạch lạc bóng sức không ca nơi sức mình xoay tốp, một chỉ dùl prôm xoay tốp nâng xùm núa nơi loài tì. Hơi ta bắt bình nhặt,
ฉบับจิตโทรมีนเตียงฉบับเตียนเตียงฉบับอันตรายปรุงมาตอนอันตรายฮีทคือมันอาจมันคอมไอชนจบเจ้าลอยตบจนนังสมนูระบบอองจำเรียหรือกับเพื่อกีบันเลยสมลุกใส่ชีบไอ้องจำเรียกสมอกุนลุกใส่คงมุ้ยสำนักการสำนักตะไคร่กำนังใส่ใส่รีบรอบมันปิดตกสอบตะนีนังสันพิพิจารณากรรมนงธนาจีลูกใส่จะดำดังรอบวินี้ได้ลูกใส่อาอังทาบ้านตัวร่องในครองระบบการเมืองเทือกไต้หนุ่มอะไรนี้ดอกบันติดดอกที่เหมือนจบเฮ้ยให้สักขีกรรมลูกใส่หนึ่งอาจจะรู้มาเพียงกระเตี้ยนของการสไปรอกการเปิดในเรื่องใดนี้ให้วัตถุมิตรบาลลูกใส่ในอวตกรนี่เลยมีเพียบจำบาดเจ็บเฮ้ยลูกใส่ไอ้บัตรลับจากการลำเนินฐานหรือกับกูได้นะได้ลูกใส่มีบ่มนองจังเตอร์บานเฮ้ยให้สมลูกใส่มีตะคุบล้อจูบแต่สำนักล้อบานใส่ซอกใส่จำเริ่นไอ้องค์จำเริ่มกระทรวงองค์กรลูกใส่ชายมาริได้บอกกับองค์การทีพีโอปัจจัยได้ชาลูกใส่ตรึงบรรทออังกฤษกบัยดาวมาดังรัฐผมนี่ไม่รู้เตี้ยได้องค์จำเริ่มนั่งบรรทอเพื่อสำนักการมันเตจีนนี่โดยเฉพาะลูกใส่หนึ่งกุยตีกลายนุ่มดอได้เจ้าให้มันเตรียมตบตาลากาตรมรวยจมวันนั่งบอกกับลึกในองค์เพียบกองเพียรสะสีหนึ่งในจมนี้น้องกาจุนลูกใส่คงมุ้ยเบอร์ตลับในการดำเนินทางนวกรได้ก็กูได้นะได้ก่อนไปบำนองจังเตอร์บานเฮยไอ้หนึ่งสมัยอันชื่อเนี่ยดาวมันดังรับประเวณีได้มีทางเซมปีทีซีสี่พี่มาปอนดอกบัวโจมมากันไกลดอกไข่กั้มทำประตูสำนักการนี่เกี่ยวกันต สุดสุดได้ลูกดาวมาดังรับประวินิตาลูกชมว่าไอ้มาชมมาชมว่าโอ้ยสุนไลโอ้คนลูกโอ้ยสุนไลตาลูกเกิดในไงใครชนามนาลูกจำได้ตีมาชมมาเกิดในไงจันตีปีไทยตุลาฉน้ำมวยปอนประมูลโดยสายสับประบายตีลมเนื้อปัจจุบันบรรลุตะลุโรนเนื้อตีกลายหนามาตีลมเนื้อปัจจุบันคือเนื้อภูมิวันคมกระเจ้สังกัดกระเจ้กรองกระเจ้ขาดกระเจ้โอ้คุณท่านตาลูกประกอบมรบเอาไว้ได้สักไงนี้มาปัจจุบันขยมเชียมันเตรโจนิวัตปปุ่นบรรลุชมุไอให้ลูกเมงโกนประมาณเนี้ยปปุ่นขยมบ้านชมุตากรมนี้นเมียนโกนใบเนี้ยเตรปูปอลปวดสำหรับอ่าเฮยลูกอุจฉนไหลนองธนาลูกเขียดเดิมมาดังรับปรับไปนี่ในจักรพมกองจุดแดนนี่ลูกอาไทยเรียบรอบปรับระองสามนาการนับอัมปีเรื่องให้ตำเนตตำเนงตำนังบอดกระดได้ตระบานจอดประกันตะเลยจนจบจอดตั้งปีรูปนวลเชียนนังเคียงสมพรได้บานปะป้อนจักรพมกในครองระบบกัมพูชีปิจิตรปไตยปีไงที่ดับเปิลเมซาชนามจัตตปรามโทษดอกไงที่บุ้มวยใครเมกะไรชนามจัตตบุ้มวุ้นได้นอมออยลูก
ប្រដងសុំតាំងខ្លួនជាដើមរឹងរដ្ឋបពិនីប្រដងទាមទារសំណងជាមួយចិត្តនិងជាសម្ពាធពីជនជាប់ចោតនិងអំពីស្ថានភាពឆ្នះតកម្មដែលមានចំពោះលោកជាអាតគឺការខូចខាតខាងរាងកាយសម្ភារៈឬក៏ផ្លូវចិត្តហើយជាបច្ច័យដោយផ្ទាល់ពីបទអក្រិតដែលជាពិចារណាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយបានកើតឡើងពិតប្រាកដរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ហើយដោយសារតាមសំណើសុំរបស់សហមិត្តវិនាមុខតំណាងដើមរឹងរំនេះសូមតាំងសំណួរចំពោះស្ថានភាពវិជ្ជាការកម្មនិងទុកសោកវេទនារបស់លោកនោះគឺអង្គជំរះផ្ដល់ពីតិការជូនទៅក្រុមសហមិត្តវិនាមុខតំណាងដើមរឹងរំនេះដើម្បីឡើងតាំងសំណួរចំពោះដើមរឹងរដ្ឋបាលនេះរូបនេះសូមអញ្ជើញមក Je vous remercie, Monsieur le Président, et je cède la parole à notre confrère Van Peuve. Khmyom sum prokul vetika ta oy sahak sevak robos khmyom dambei thveu ka ngie nih lok prathean. Ong chamreak anunyat sum cheung ma. Lok Van Peuve. Bat sum korop lok prathean, sum korop lok srey chau krom, ning sum korop ong sathanaka teung mul. ជំរាបសួរពូសុនឡាយខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាពូមានបញ្ហាសុខភាពតែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យពូធ្វើការសម្រួលនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះគ្រួសារពូផ្ទាល់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលសំណួររបស់ខ្ញុំជាដំបូងដែលសួរពូ ពូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីរបស់ពូហើយថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលនោះពូបានបាត់បង់នៅសមាជិកគ្រួសារសាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពូសរុបទាំងអស់ចំនួន 14 នាក់ក្នុងនោះមានឪពុកបង្កើតរបស់ពូមានប្រពន្ធរបស់ពូរួមទាំងកូនរបស់ពូចំនួន 3 នាក់និងសមាជិកគ្រួសារខាងប្រពន្ធពូសរុបទាំងអស់ 13 នាក់គឺសិតតែជាកូនកាត់វៀតណាម ខ្ញុំសូមឲ្យពូធ្វើការបញ្ជាក់រៀបរាប់ជូនអង្គសាធារណការអំពីការឈឺចាប់ដែលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាការរងទុក្ខវេទនារបស់ពូផ្ទាល់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់សាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពូគឺប្រពន្ធពូនិងកូនតូចៗរបស់ពូចំនួន 3 នាក់រួមទាំងសមាជិកគ្រួសារខាងប្រពន្ធពូដែលពូអះអាងថាសុទ្ធតែជាកូនកាត់វៀតណាមនោះជូនអង្គសាធារណការបាទ ខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះអស់លោកស្រីជាចៅក្រមទាំងអស់ក៏ដូចជាលោកស្រីជាមេធាវីផងដែរខ្ញុំបាទបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទសរុប 13 នាក់ហ្នឹងគឺពិតប្រាកដមែនក្នុងនោះមានឪពុកក្មេកខ្ញុំឈ្មោះចៅក្មេងហៅអ៊ីជាមានខុមកចេះហើយ ម្ដាយក្មេកខ្ញុំឈ្មោះធីបេជាកូនកាត់វៀតណាមរីឯប្រពន្ធខ្ញុំបាទឈ្មោះសាកំនីមិនដាច់ចេះនិយាយភាសាវៀតណាមទេរៀនតែកម្ពុជារហូតដល់ថ្នាក់អនុជាល័យខេត្តប៊ុនសុនហើយប្អូនរបស់សាកំនីឈ្មោះសាកំណាកូនប្អូនមួយទៀតគឺច័ន្ទសម្បត្តិច័ន្ទវិសាលច័ន្ទស្រីពៅ ហើយដោយឡែកប្តីរបស់សាកំណាឈ្មោះចិនសាអ៊ីមកូនរបស់ចិនសាអ៊ីមឈ្មោះសារៈសារិនសរុបបូកនឹងកូនខ្ញុំបាទនឹងឈ្មោះសុធិរៈសុធិរាសុធិដាថែមទៀតគឺ13នាក់នៅក្នុងអំឡុងដែលពួកប៉ុលពតចូលកាន់កាប់ពួកខេត្តកចេះកាលនឹងរំដោះមុនគេការដែលចាត់ចែងសហគមន៍និងការរៀបចំក្រុមអីហ្នឹងក៏ បានមុនគេដែរដូច្នេះខ្ញុំបាននៅតែជាប្រជាជនប្រភេទទី 2 ប៉ុណ្ណោះដែលគេដាក់ទិសចេញពីខុមកកោឲ្យទៅនៅភូមិមន្ទួមនរមក្នុងសហគមន៍ក 2 ក្នុងឆ្នាំ 1973 ដូច្នេះអតីតភាពជាគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំបានគឺបានបញ្ចប់ហើយគឺក្លាយទៅជាកសិករធ្វើការងារពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងនាមជាកងផលិតទន្ទឹមនឹងការដែលបាត់បង់ ក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូននោះឪពុកខ្ញុំបានដែលជាអាចារ្យវត្តឈ្មោះលោកតាអ៊ុចសុនលីហៅតាំងឆាយ
ក៏ត្រូវបាត់បង់ដោយក្រន្តតែកាត់រោគដើមព្រិចងប់ងប់នឹងយកមកដុតដើម្បីធ្វើធូបក៏នមស្ការព្រះរតនត្រ័យហើយពួកកងឆ្លួរបានមើលឃើញវាថាស្អីព្រះរតនត្រ័យអីទៅទៅប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកអីគឺចាប់ចងអូយូទៅក្នុងនោះការដែលចាប់ចងអូមានឈ្មោះសមមិត្តយានជាអ្នកមកប្រាប់ថាឪកូលាយឯង ជឿងប់ហើយលើពុទ្ធសាសនានោះអានឹងឲ្យវាទៅកលែងប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកចោះបាទខ្ញុំបានក្តៅឈួលអួរណានងរាលោកពុកជាទីគោរពដែលក្រាន់តែដុតធូបរំលឹកគុណព្រះរតនត្រ័យក៏ត្រូវពួកពលពួតនឹងចាប់ចងយកទៅបលៃដែរ đời lại bà con nhóm bát mua xa cầm ni nâng xa cầm na nâng côn tôi thằng bấy cứ về chầm liệt pi co pram mọ đạn nơi cần na co cứ co truồng một bọn cái che phải bàn nắng vào hai vai sầm lấp nơi non rồi đai mũi cào đai có đờ tại cào một tức thuận lê mi con bàn chân châu hô hía đai có đờ nó có bàn bạc lẹ non tận bùm miên sài sòn nơi hai tham chân xa xóm nơi ưu cực cảm nâng lời. Tại nẹ sọc bàn pháp tha, à nói ở thông ná, con cụ lại ai đi, vì rất bình tuộc mai ưu thằng ơn nâng, đã bị bố vụ việc đánh chắp đầm bay nâng chắp bao tụm nâng cua lạc đó nâng. Khi nhóm bát đăng dâm năng lý tam thà, nẹ sọc kê pháp, đại chí mô lục thôl, chứ nẹ bỏ ra tế đặc bì người ta có, đặc bà có nâng, đòi mình cháu tha bụi vào đây nó không bị cắp ở xây bằng ông thân nào rụi hời. Vì bố khăn ông ở cá đòi tức chùm nôn thân lê mê công lăng thông lê cho nam nút. Chùm mùa mưa nâng nạ xa có nâng ban chát tặng bụi cớm đai chìa miên bà bôn chìa côn cát Việt Nam, cháu cát Việt Nam nó ỏi tứ cắp ở xây bằng ông thân nào nữ ái ô chung đại miên là dẹp bê phơi đâm nào nâng mình tích bì bì giúp thế tạm là dựa cao chạy tụ nhập mát có tư cho môi nâng kia nâng có phần ta đây có đọc có đua khăn bàn ta nâng cứ bê đây ta làm một vích cái nạn thạc có bàn hữu nẹ tàng nụ rùm nâng nhập mát phong đám bay mò ta tua ca ở bà rùm sa tế ả răm bề nụ đại chúng mà mưa cái nạn dạ có bàn cào láng như dây thà mạ mất miền quân sập bát của nó chỉ mùi nồng pạ và nạn cầm co dư mạ mất ban khất khom bằng pin cà nghe cầm chặt thiết đàm lẹ bằng của chun pạ và nạn cầm mà co cả dư co tai và buồn cô nó bỏ mất dư khiêm ban và mô thì tục bụi đồng hơi xôm thì mạng mất cắt sạch sợi đi tranh chốc nhóm bát thật là lưu ta bọc xâm ạc thật là lưu ta cầm tịch đong đi khi ta ở cắt sạch sợi nướng chỉnh mà cùng ôi nâng lo lại mà mất tư lẽ bóng của bố hay này dây tha tam bạ rồi bảo nhóm cao chỗ lạng ôi phụ nhóm nó cao chỗ lạng dường nhóm thật ngọt cái này dường nhóm thật ngọt cái này xôm ra nhà chất xôm ra nhà chất lẽ bóng cắt sạch sợi này cho lẽ bóng cắt sạch sợi này cho đàm bây có sang đàm bây có sang và nặng cà mà co rồi bỏ bạ công đi cầm chia và nặng cà mà co rồi bỏ bạ công đi cầm chia lạ cứ tha ta tha hơi ai chặt nơi cái đó có đùa giang khăng mình ai lẻ bàn pro vây pro côn pro quân cho tì thật lành đại miên anh út sa vri lo cho mùi khi này rập nam một đoạn bên này tại mùi và bảy này buộc khi đã coi vô tới sầm lạm tục sau nét đặc cảm ta còn này mình ai ở trong bầm phật bạc tổ bầy 30 năm 40 năm này
con long tê bứt mèn tức nãy bàn hồ rập hai rập năm đã hỏi tại bên này con nước ta nứt ơi mình đã gặp thấy bàn sọ lời khi ông bạn đôi chiếc độc có đủ rung khan chất khả năng xông mấy ta ông cho nông dù mà đeo mấy ta áp hơi tốt nâng giáo bản ca tầng ngũ mấy ta dốc dùa pro chế rương phụ tỏa rồi bỏng nhập bạc tỏa mình ta phải nó có độc đủ cho nâng thêm tiền nụ cư phụ về dốc xâm liếm một phép đàn nhẹ lạp tầng ngon nâng màu cháy nâng không xạ có tiền bạp thà cư chế chế dập hoàn hồi mình làm mình đọc tê tiết thà rê khơi tầm bọt ào sắp bay khao khlay của ba ai dự nâng cư nó bỏ phá phô ăn côn ôi dân lai nâng bỏ xa cầm nì à ní côn xa cầm nì à ní cư kì lọc hơi cái đăng cái bà thà bất chìa sạp nơi các bà có trường nâng bà con mẹ hỏi dưa thà chế rô bỏ chìa dập hòn cú ôi xong vãi kháng nà khi ông bà nâng căn thề hạc thà bái cơ mặt bàn tất cơ mặt bàn đại chú ngục mục rộp tì gần lại hơi kịch luôn mình chăng ôi chú nâng nẹ nà tê bro bạn nâng ham thà tua bay lẹ bong ra mấy cứ mình oi dũng mình oi on mục mình oi hay thà oi cái đăng thà dương mình lẹ bong như thế bạn và nã thôn bạn của mình Campuchia cứ khang khla na cái là miền trung chơi thông thơm mam na nâng cứ nông nam bom rồi chết một pel còi một tiếng pel đã vô vào phần côn tới sầm lấp hơi ở phục cho ti sầm lạnh tới vô tới sầm lấp bắt luôn hơi một lẽ lực nhóm cứ cái nạn xã con nâng sắp rạp thả lại anh bây giờ đấy cái miền ai cái xa bị đâm bọn pram rồi pram mò đã thả miền chmua nghiêng giang lại bằng cóp nơi xã co pram này mà khi ông bạn ấy mấy miền chmua khi ông chmua ích xuân lại đó thế cái thả miền chmua nghiêng giang lại chứ bà mò ngồi ăn miền lại ná đó tê 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 chiếc xa ca dễ bề bằng cọp nóng xã co đã bây xì rung tê khăn mà nhóm bạn càng ta độc có đua càng ta phê bùi càng ta bảo rạm khăn là phê nhuôn thoát đi côn sẵn phê giúp ngạt cho ta ăn quý bài bọn giúp ngạt xung bây ta lưu gần đau rát cắt bù prang gặp nhẹ luôn đôi dùm phấp hơi khăn ông bài đồ khăn xuất bà mặt thằng mà bị phố phú có chlô về miền chúng mà chưa ngại dạ đàm nâng cứ đa tam sẵn đậm tam đàn sơ bằng kê thảm mơ bùa nâng ngài bà bà nà bùa à bà nà xà mù lật thuần bùa xà gà rách phùm vì lọc là thơ cừu bằng riêng vì chi chôn kê phong vì trời kê chi chôn phong bùa nâng bùa bà nhà văn cứ kê tay người ta phải chung ngài đọc ngài phê ngài xàm sắp kỳ lớp lang bì bà nhà hạ vay cầm chặt bà nà mà mù lật thuần xà gà rách phùm nâng bùa à nâng 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 lọc chi chôn kê nâng bị proca là nơi tiền nơi cả cố đã sọc nào các bạn kèm ở nơi thế cái đánh chấm liếc cái prape mới thay chấm liếc rứ đạ tư ở tận nơi tôi nội đồng ở bốc nhóm bạn có cái đạ tư bị phun cả cố không cả cố nữa ở tận nơi chẳng cẳng không chẳng cẳng sọc chặt vừa đây ba chục bạn đi cho đại âm lại mà tặng anh đi hỏi đại phép có độc có đua nâng tốc sau rồi bọc luôn nhóm bạn toàn nơi sẽ đặt cho con ông nâng là hô đó thằng ấy đã bàn đúng đó bởi mà cả ra chất bẩm buồn nâng có khơi nhỏ kê tương lai kê bàn chụp chùm bò có ổn mà ở cô xong xong tốt nhầm xong cạp hồn tích xong xong phút bị chạy bị ca chư chạm môi tiết ở hai tới cứ bẹp bọn nâng ở bốc mây bỏ phú ta miên rừng hai ca ấy ca lao nhập buộc gót bẹp bọn nâng ca riêng ca đòi bằng khom đại thế bà phú ai bị chạy rừng nâng bàn thế rồi về đại bộ bột bột bàn dục mà đại khmer nhóm bàn chung một thi bê đang tới sầm lắm cứ cái nạn xã co chung một mướn bàn hai lộ sinh viên y đang bay riếp à pia pia đập mùi khò nư à đập mùi củ nư ô rồi xây cái hai thà cò pram bên ok pram thà củ lại anh cho thuê củ đang lập biệt lập bò về điệp trầm á à lấy từ riệp chạm tròn rụp nhô con điêu
ตวงปะในขังเลือรูปตวงเจียดในขังกราวให้ในจำนั้นเงียบตกเกี่ยวกับไอ้ทั้งอ้อเกี่ยท่าเกี่ยนเงียบจำอาเปียไปเปียทำไมตามแบบแผนสังคมนิยมขนมนู้ขยำเมื่อเคยเคยโลกสมิญอีได้เชี่ยอัตยตะปกเมย์ขยำไปหมดนั้นโจรวมนั่นแหละก็ตะตูมกจบให้อันเยสได้ไอ้ทั้งอ้อได้เก้าปีสำหรับมาเขมย์แต่มันบ้านประมาณใครพองคืออังกาบันรีบกามกอลกาดับมวยกู้บังคับมาปกไม่ขยำนั่งโยมินเล่นนั่งเทียนมาโดยฉะนั้นเคยทาตกจนหรือตกประตูนคนนี้ตั้งอ๋อตั้งอาปกไม่ตั้งอาปกบังการมันอายในเย่ปราบคนนี้บานซูมใบใต้เลือกได้ทายางนานุก่อนมาเจียทาจกแนนดูอ้วนแนนดำตรูงปราบโกนขยมบานก็เคยยมก็กระดกกระดูสะตึกภายในนะอีไม่บานเชียนั่นนะวันนะทนไอเกนี่มารีบจำกลกาไอดับมวยกูไออย่างสมบัตินะมาหายกี่อ้อยเนี่ยต้องอ่านนังแรงปัญญาจะตามเมียเกี้ยนโยบายระบบปักกรมนิกรรมกูเชียมาจำในต้องอ่านนังหายได้อาจจะเถื่อขยมบานนึกแต่จองจำเปย์เคยเกรียบกานึกเคยดาราพวกขมิ้นครูนไอจำนั่นนึงเวียในบังคับเอาแต่เรียบกาเสียเวียธาปะในวัดมันอายฟื้นแต่เปียกกันดาพลายบานเตยบายอายโหกันละจะอายไปกาฟื้นปะในวัดเตยฟื้นจับจ้องจับดามดมเนกอายได้กันดายุบกบ้านน่ะมาทุสใดบอกกันนั่นคือเชิญปีพอขยมโยลธาครูครูมาจุนันขยมโจเธอปะในวัดต่างอ๋อหายกีตันติเตียนมาขยมธากูไล่ไอ้นี่หายจองในดอนนาอาปูดมันอาปูดที่คือท่า อากัวตัวใบไอ้เงี้ยหรือเงี้ยหรือมันหรือเงี้ยก็ทั้งไอ้ในแต่เรียฉันจะเอาตือโบจะในกึศมันตันโจชูจมวยผู้เยอะมากปนตีจองมาพอดมาดอไปนี่อ๋อครูเนี่ยครูต้องอ่อนนั่งสลับบาดบางไอ้ได้กูโบเปียเตยสำลับทับผู้ไอ้ซาหนึ่งก็บาดมาหายกรอยมอกยโยปุเนรไดมอดะถ้าปุโบเปียนกบอนต่อที่คือสำลับต่อขณะนั้นดักหยบมาดังจะบ้าโดยสามเณรมัดเพะจะครูวงเรียนจะจราบมาบาสมอคุณปูเขียงช่องปูเป็นเจ้าพ่อได้ถ้าตาเนื้อขนมพูงว่าปูคุมว่าปูนู้นเนื้อสมัยนุกบนเปลกยโยปวนปูเตอร์สำลับนั่งถ้าตากิมินไปจุ่มดะแผ่นกาเปะปอนหนึ่งสำลับจนเชียร์เวียดนามไม่ได้ปูบานดังจะมุนได้บ่บ้านปัญหาท่าเปียปอนสำหรับชนชาติเวียดนามคืออดในเย่พลายตรังนี่เกิดท่าอังกาอ้อยจูบจุ่มในวัดกับกัวน้องลานในร่องจำแต่นึงคือดักจูนบอมโอนในเชียงในชนเวียดนามเป็นจูนเตอร์ประเทศเวียดนามได้เวงขนมนุคือเมียนจานคเนียเมียนชุมกงชุมมิงกิมกางชุมตาบาชุมเย่เฮืองหายนึงเย่เบ่เงียงที่เบ่ได้จำได้เมื่อสมบัตินั่นได้ยำมันบานมันจูนเด้พี่พวกเกออดเมียนอ้อยจูนเด้กี่อ้อยดังนองครูนแต่นุ่งเขียวมาดังดับนั่งท้าท่าท่าลายลานแต่กัดตามพนมปริจำลองแต่เวียดนามมาเกออดเมียนสายท่าเนี่ยไอ้นึงที่เวียดนามมันไอ้ในบานเต้เนี่ยไอ้เมียนประเดี๋ยวเมียนประปวนกูภาษาจีกัมพูชีก็ได้อดเมียนในเย่พระเต้คือยังอดบานดังอื่นดังได้บานบางสมองคนนี่คือสมนุจงตรอยบอกเขียวมอยังจังไอ้ปูทุกการเรียบรอบเป็นเจ้าปีอารามตอลครูนปูเปียปอนนังกรอยเจียจุบเนี่ยเนปีขมายกรอบดูระลุมนังเต้ถ้าตาอารามปูแบบนั้นเนปีเลยคืนกีจุบจุมกรุษาตาปูมีอารามแบบนั้นเปียปอนนังกาชื่อจับคนปูนี่แหละบาทสมอกคนเปียปอนอารามระบอกยมตัวยมอ่านออกก็ไอ้สังคมมันลิงอ่ะไม่บานออกก็ไอ้สังคมปีพวกกรมครูซาได้เจ็บบางอายระบอกครูนสลับบาดบางชีวิตปุ๊บโลกเนี่ยเราเมียนคนก็สลับบาดบางชีวิตดังถาดบาดครูนคือสลับนั่งมองไอ้ปุ๊บทำไมก็โดยฉะนั้นเปรคละยมนึกทางอาตมาอันกูแต่
สำหรับครูนตามนะทำไมเอาไปเนี่ยนะขันจิตเขาให้บานจูบเนี่ยหรืออย่างไม่ปันแต่นักเคยเอาเปียสุเพศบารังได้บานคลอบเรียนโซดโยดังกะลอมอท่าชีวิตคือจิกาต่อสู้ชีวิตจิกาต่อสู้ไตรแต่ต่อสู้ตัวใบครูนไอ้บานมันบานกาดมันกาดสำราญมันสำราญโจกจีหรือเป็นโจกเกยก็ได้ก่อนในแต่เจตตรอมยังตรอมเมื่อชีวิตนั่งมาដើម្បីនឹងតស៊ូជាចុងក្រោយដែលពេលនោះហើយឮសូរគោក្ដុងក្ដុងពីកើតមកបញ្ជាក់ថាមានសម្លេងកងតបវាយចូលពីទិសខាងកើតពីស្រុកភ្នួលមកចូលមកខ្ញុំបាទត្រេកអរនឹកថាអូតែប៉ុណ្ណេះអ្នកឯងអាស៊ីរួមហូករួមអាលំអលាយហើយពួកអយុធាអីនឹងកើនគៀបជាជន់ទៅហើយបាទខ្ញុំបាទមានតែផ្លូវមួយទៅរស់នៅជាមួយកងតបបាទព្រោះអស់អស់ក្តីសង្ឃឹមហើយមកមួយកងតបប្រាប់ពួកកតនឹងនិយាយជាភាសាបារាំងថាខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែទទួលរងគ្រោះខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងសូមរស់នៅជាមួយកងតបកងតបមានអីហូបក៏ខ្ញុំសូមតបាយហូបដែរបាទរហូតរៀងរាប់តារាមកឆ្នាំ89ដែលវៀតណាមលាទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះមកសូមអរគុណពួកអាយដល់ប្រធានលោកប្រធានខ្ញុំអរសំណួរហើយសូមអរគុណបាទអរគុណជាបន្តទៅនេះអំពីផ្ដល់វិទ្យាជនទៅក្រុមតំណាងសាប្រញ្ញាដើម្បីអាចតាំងសម្ពុទ្ធនេះដល់ចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបពនិរមនេះThank you Mr. President សូមអរគុណលោកប្រធាន Good afternoon Mr. Civil Party my name is Andrew Boyle ជំរាបសួរលោកដើមដឹងរដ្ឋបពនិរមខ្ញុំឈ្មោះដេវីតប៊ូយខ្ញុំមានសំណួរខ្លះខ្លះក្នុងនាមឲ្យការិយាល័យសហប្រញ្ញាតើលោកអាចជម្រាបជូនតឡាកាម្ដងទៀតបានទេថាលោករស់នៅភូមិឃុំស្រុកណាដែរនៅពេលដែលប្រពន្ធកូនរបស់លោកត្រូវបានគេយកទៅសម្លាប់ចោលនោះបាទសូមអរគុណក្នុងពេលដែលប្រពន្ធកូនពួកខ្ញុំគេកូនចៅខ្ញុំគេយកទៅសម្លាប់នៅក្បាលកោះត្រង់គឺជាដីកោះនៅកណ្ដាលទឹកពេលនោះខ្ញុំបាននៅសហករក2ហៅថាវាផ្សិតនឹងទួលមនោរមឃុំក្រគោស្រុកកញ្ចេះខេត្តកញ្ចេះAnd during the period of a democratic Cambodia, were you ever aware of the Khmer Rouge conducting these sorts of investigations or ask questions to determine whether Khmer was Vietnam? ការដែលពួកកងឆ្លូបតាមដានដឹងថាគៀវៀតណាមឯនោះវាល្បីសាយសោះអត់ទៅហើយពីព្រោះខ្ញុំបាទកើតនៅទីនោះកន្លែងហ្នឹងហើយកូនប្រពន្ធខ្ញុំបាទដែលបានរៀបចំអង្គការតាំងពីមុនឆ្នាំ70ហ្នឹងគឺគេដឹងប្រវត្តិរូបទាំងអស់ថានេះកូនណានេះកូនណានេះបាទរហូតដល់ថាក្បាលយួនខ្លួនកម្ពុជាច្រើនម្លាក់នឹងឡាក៏ប៉ុន្តែឪពុកក្មេកខ្ញុំក៏ថាយើងធ្វើបុណ្យជាមួយមនុស្សខ្មែរទាំងអស់យើងធ្វើបុណ្យធ្វើទានហើយអត់មានណាចេះនិយាយភាសាវៀតណាមទេទោះបីតែវៀតណាមឆ្លោះគ្នាខ្ញុំសួរនាងសាកំនីជាប្រពន្ធខ្ញុំថាអូនឯងដឹងគេឆ្លោះគ្នារឿងអីទេគាត់ថាអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់បានរៀនសូត្រភាសាវៀតណាមទេគ្រាន់តែជាប់ខ្សែតឡាយពូជតាំងពីយាយបេមកហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអត់មានគេមកតាមដានស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតទេគឺដឹងនៅក្នុងភូមិឃុំនេះមួយមួយហ្នឹងបាទសូមអរ other than it being generally known that your wife ក្រៅពីគេដឹងជាទូទៅថាប្រពន្ធរបស់លោកហ្នឹងមានសាវតាជាតិនឹងជាប់ខ្សែឈាមជាវៀតណាម
ប៉ុន្តែតើលោកមានដែលបានដឹងថាខ្មែរក្រហមនេះគេមានចាត់វិធានការណាដើម្បីស្រាវជ្រាវស៊ើបសួររកឃើញថាអ្នកណាមានប្រភពដើមកំណើតជាវៀតណាមនោះដែរទេ បាទសូមអរគុណរឿងការដែលវាអង្គការចាត់មនុស្សស្រាវជ្រាវដឹងអីនោះវាជារឿងរបស់អង្គការយើងខ្ញុំអត់បានដឹងទេគ្រាន់តែថានៅភូមិឃុំនោះកូនអ្នកណាធ្វើអីកូនអ្នកណាយ៉ាងម៉េចគឺគេតែងដឹងពីព្រោះក្នុងភូមិឃុំមួយមួយគេដឹងថានេះកូនអាចារ្យវត្តនេះកូនកសិករនេះកូនកម្មករនេះ កូនយ៉ាងម៉េចមកគឺដឹងហើយពីព្រោះកន្លែងនឹងទាំងនឹងចាត់តាំងទៅនឹងយូរជាហាប់ឆ្នាំមកហើយអ្នកណាក៏ដឹងដែរបាទបានជាយើងខ្ញុំមិនមានរត់គេចវេះទៅខាងណាសោះឡើយសូមអរគុណ Were there any other individuals who were arrested at the same time that your wife was arrested? បានគេចាប់ខ្លួននៅដំណាលពេលដែលគេចាប់ខ្លួនប្រពន្ធរបស់លោកនោះដែរទេបាទសូមអរគុណមិនមែនមានតែប្រពន្ធកូនខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវបានដាក់ទឹះទៅនៅកោះត្រង់ដើម្បីគេយកសម្លាប់នោះ គឺមានប្រពន្ធកូនអ្នកដតីបីបួនគ្រួទៀតមានជាអាចប្រពន្ធកូនរបស់លោកយិនឃីមឈ្មោះនាងអឹមម៉ាឡែននិងកូនពីរនាក់គឺអាប្រាំងនសីវិចប្រពន្ធកូនរបស់តតញាវប្រពន្ធកូនរបស់ប៉ាន់ហ៊ុនសេងប្រពន្ធកូនរបស់មនុស្សដតីទៀតដូចជាពូសៀងជាដើមលាក់ And those other individuals who you just mentioned, were those wives of Vietnamese ethnicity? Can you clarify again when it was that your wife and these other women and their children were arrested? ដែលស្ត្រីនិងក្មេងៗទាំងអស់នោះត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបាទសូមអរគុណមិនមែនចាប់មុនក្រោយទេគឺបញ្ជូនទាំងគ្រួសារម្តាយកូនគ្រប់គ្រួសារទៅកោះត្រង់នោះ ហើយប្រៃប្រៃឲ្យទៅកាប់ផ្សៃបងអងថ្នោតឯណោះឆ្ងាយដូច្នេះការទៅសម្លាប់នេះមិនមែនសម្លាប់មុនក្រោយដោយប្រការណាមួយទេគឺដាក់អាទេសដឹកពីកណ្ដាលកោះទៅក្បាលកោះឆ្ងាយណោះបងសូមអរគុណ Do you recall what year this occurred? លោកនៅនឹកឃើញដែរទេថារឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំណាដែរ បាទសូមអរគុណខ្ញុំបានជម្រាបបញ្ជាក់ហើយនៅក្នុងរដូវទឹកឡើងចូលជន់ទន្លេមេគង្គនោះគឺក្នុងខែ 9 បាទយើងខ្ញុំមិនបានដឹងថ្ងៃខែទេពីខែ 9 ទឹកផ្ដើមលិចចូលជន់គេហៅថាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គលិចធំធេង In your civil party application, you stated that in September 1978. Is that what you said?
គឺពិតប្រាកដក្នុងខែកញ្ញានឹងហើយដែលជារដូវទឹកចំនួនឡើងទន្លេមេគង្គនឹងខ្ពស់បំផុតហើយតុលាអាចស្រកទៅវិញហើយវិជ្ជាការនឹងអាចនៅលំមុំដែលគេធ្វើបន់អំទូបានបាទសូមអរច្បាស់ And do you confirm that it was in 1978? ប៉ុន្តែឆ្នាំលោកតើលោកនៅតែអះអាងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះវាកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1978ដែរឬក៏យ៉ាងណា? You stated that once you returned from cutting bamboo or climbing sugar palm trees, you were told by villagers that your wife and the other wives and the children, and the children, លោកតាធុលបច្ចុប្បន្នគាត់ជាអាចារ្យវត្តនៅកោះត្រង់ឃុំកោះត្រង់កាត់កោះត្រង់ស្រុកកោះចេះខេត្តកោះចេះ You stayed in your civil party ខ្ញុំក៏ថាມັນអាចតាន់បានទេជាក់ស្ដែងចាំមើលទៅមុខទៀត រីឯឈ្មោះម្នាក់ទៀតនោះខ្ញុំមិនចាំដល់ថ្ងៃនេះទេដោយសារគាត់ស្លាប់បាត់ហើយ And these villagers that you spoke with, ហើយអ្នកភូមិដែលស្លាប់លោកនេះតើពួកគាត់បានឃើញការសម្លាប់នោះដោយផ្ទាល់ភ្នែកឬគាត់គ្រាន់តែបានឮពីអ្នកដទៃអំពីការសម្លាប់នេះទេបាទសូមអរគុណអ្នកភូមិមិនបានឃើញឬមើលទិដ្ឋភាពទេពីពួកកងឆ្លួបគេខាត់ខាំងគេប្រាប់ឲ្យ អត់មាននារីទៅតាមនេះក្រៅតែពីប្តីប្រពន្ធពួកប្រពន្ធប្រពន្ធនឹងកូនរបស់ពួកអ្នកដទៅកាប់អស័យព្រោះត្រូវយកអ្នកទាំងអស់នេះឲ្យទៅជួបប្តីប្តីគេវិញនៅត្រៃម្ខាងទន្លេមេគង្គឯណោះដូច្នេះមានតែឈ្មោះធុលលងមួយទេដែលនៅដិតដល់ចាំនឹងឃើញនឹងដឹងឮផ្ទាល់ភ្នែកបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកអន្តរជាតិ
បាទអង្គជំរះអរគុណលោកអ៊ុចសុនឡាយដំណើរការសកម្មការស្ដាប់ស្ដីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពផ្ទះសនកម្មនៅសខីកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបពវេនីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យបន្តផ្ដល់សខីកម្មនិងថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងផ្ទះសនកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹក ហើយអង្គជំរះក៏សូមអរគុណលោកស្រីឆាយម៉ារីដេតបុគ្គលិកអង្គការTPO ដែលបានជួយសម្រួលក្នុងកិច្ចការសេចក្តីថ្លៃរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនាផ្ទះសនកម្មនិងសហគមន៍របស់ដើមនិងរំនេះពេញមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះឥឡូវនេះលោកស្រីអាចសម្រាប់បានហើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរដ្ឋសម្ួយរដ្ឋសម្ួយជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគាំពារសាកសីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនដើមម្ដងរដ្ឋបពវេនីរូបនេះទៅកាន់កន្លែងតកស្នាក់ន
ហើយសម្រាប់ការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់នំប្រាក់ហើយអង្គវេបកាសអគ្គិដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្រាប់ការលើកតបតទៅនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាឆ្នាំ2016ចាប់ដើមពីម៉ោង 9ព្រឹកហើយសម្រាប់ការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្រាប់ការស្ដាប់ប្តីថ្លៃរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនាស្ថានភាពឆ្នះសកម្មនិងសក្តិកម្មរបស់ដើមដឹងរ៉បនេះអុចសុនឡាយបន្តបញ្ចប់ហើយនឹង ដើមស្ដាប់ទៅខៃកម្មរសាក់ស័យដែលមានរដ្ឋនាម 233 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមន្ត្រីសន្តិសុខអូកុនសែងសូមភីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះប្រកបឲ្យអនុរិយអន្តរជាតិឃុំឃាំងនងខ្លួនជនជាប់ចោតទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកម្មវិធីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់ចូលរួមសម្មការវិញនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកជាកំណត់សម្រាប